À, ok. Nào, thế bây giờ mình học về điện trường. Đúng không? Điện trường, hôm nay mình học về điện trường. Thì điện trường là cái gì? Đúng không? Các bạn nghe thấy cái từ trường bao giờ chưa? À, chúng ta đã đâu đó ở lớp 10 ấy, chúng ta nghe là một cái gọi là trọng trường, đúng không? Trọng trường là gì ạ? Trọng trường là một cái trường bao quanh trái đất. Và tất cả những cái vật có khối lượng nằm trong cái sự ảnh hưởng của cái trường đó thì đều chịu tác dụng của gì ạ? Của trọng lực P. Đó, đấy là trọng trường. Thì điện trường cũng như vậy, đúng không? Các bạn hình dung là quanh trái đất nó sẽ có một cái trường, à, nó một cái trường bao quanh. Thế thì quanh điện tích nó cũng có một cái trường bao quanh cái điện tích đó. Đấy, với mỗi điện tích thì nó cũng có một cái trường bao quanh những cái điện tích đó. Đó, và người ta gọi nó là điện trường. Điện trường. Thế thì điện trường là gì? Điện trường ấy nó được định nghĩa à, trong tài liệu thầy gửi các bạn có định nghĩa rồi, đúng không? Trong tài liệu thầy gửi các bạn có định nghĩa rồi, các bạn có thể nhớ cái định nghĩa thầy không ghi lại nữa nhá. Là điện trường đó là của một điện tích, nó là một cái dạng vật chất bao quanh cái điện tích đó và nó thể hiện cho khả năng tác dụng lực của cái điện tích đó, đúng không? Thế thì bây giờ trước mắt à, các bạn cần phải nắm được, hôm nay thầy sẽ nói sâu là về điện trường, thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn. Thứ nhất là các bạn phải biết tính điện trường của điện tích, đấy là cái loại điện trường đơn giản nhất. Sau đó chúng ta sẽ nói kỹ hơn về các cái dạng điện trường đấy ở buổi sau nhé. Tuần sau thì chúng ta sẽ có một cái buổi làm việc về các cái dạng bài nâng cao của dạng điện tích và điện trường. Đấy, thì thầy phân tích kỹ hơn về các cái dạng của điện trường này, rồi điện trường đều. Sau đó chúng ta sẽ làm những cái bài toán ở trong những cái điện trường đều. Thì lại sử dụng tương đối nhiều các công thức của lớp 10 đấy nha. Ok. Trái đất là nam châm, thật là thầy đúng rồi, trái đất của chúng ta có thể coi như là cái nam châm khổng lồ. Đúng không? Đấy, tiện các bạn hỏi thì thầy cho các bạn xem cái hình ảnh luôn nhá. Đây, cho chúng ta có cái hình dung cho dễ. Nào. Đây, để cho các bạn nhìn nha. Trái đất của chúng ta đúng không? Đây. Bây giờ thầy lấy một cái hình ảnh bất kỳ đi. Các bạn có thể dễ dàng lên Google các bạn tìm được cái hình ảnh. Trái đất của chúng ta thì có thể coi như là một gì ạ? À, như là một cái nam châm khổng lồ. Và bao quanh trái đất này là cái gì ạ? Là từ trường của nó. Đấy, là từ trường của nó đây. Được chưa? Hay là các bạn nhìn hình ảnh này. Đây, trái đất nó như là một cái gì ạ? Nó như là một cái nam châm. Và bao quanh nó thì có trường à, từ trường của nó. Từ trường nó là những cái đường này, những cái đường cong cong này gọi là từ trường này. Đây các bạn nhìn này. Đấy, những cái đường cong cong này là từ trường trái đất. Đó, những cái đường cong cong này như những cái từ trường trái đất. Mắt thường mình thì không quan sát được. Đó, thế thì bây giờ các bạn hãy tưởng tượng là nếu mà thầy thay trái đất này bằng một cái điện tích thì xung quanh cái điện tích nó cũng có một cái trường và nó cũng có những cái đường như vậy, và mắt thường của mình thì không quan sát được, mắt thường của mình không quan sát được đó, được chưa ạ? Thì đấy là các bạn lưu ý cho thầy nha, điện trường, từ trường hay trọng trường về cơ bản nó cũng na ná là những cái trường bao quanh một ông là trái đất, đúng không? Một ông là nam châm. Thì nam châm thì lớp 12 mình mới học cụ thể này, thế còn bây giờ mình học về điện tích đúng không? Đó, mình học về điện tích. Thì đây là các bạn có thể nhìn luôn. Đây, thầy tiện thì sơ luôn cho các bạn là điện trường. Đúng không? Các bạn nhìn hình ảnh nha, về nhìn hình ảnh. Đây. Ví dụ đây thầy có hai cái điện tích, một điện tích dương, một điện tích âm. Đây thầy lấy đây, cái này dễ trước nhá. Thầy lấy cái hình ảnh là tí nữa thầy vẽ cho các bạn. Đây. Đây thầy có một cái điện tích dương, ở đây một điện tích âm. Được chưa? Thì đây, bao quanh điện tích dương này nó có những điện trường, và điện trường của nó là những cái đường thẳng đi qua điện tích. Còn đây là điện tích dương này. Được chưa? Thế nhưng nếu mà chúng ta có hệ nhiều điện tích thì điện trường của nó lại lòng hoàng như này. Thế thì khi nói về điện trường ấy thì người ta thấy là điện trường của chúng ta là những cái đường mà không bao giờ chúng điện, không bao giờ chúng cắt nhau. Đây, các cái đường này không bao giờ cắt nhau. Cắt nhau ở điện tích thì không nói, nhưng mà đây những cái đường này các bạn nhìn. À, được chưa? Không bao giờ nó cắt nhau. Không bao giờ cắt nhau. Và ở khu vực nào những cái đường điện trường này càng nhiều, càng dày ấy thì điện trường tại đó càng lớn. Ví dụ ở đây điện trường rất là lớn bởi vì những cái đường này nó san sát nhau, san sát nhau. Càng ra xa những cái đường này nó thưa thì điện trường nó càng nhỏ. Thế bây giờ chúng ta sẽ không đi tính điện trường của những cái hệ phức tạp đâu. Chúng ta tính điện trường của những cái điện tích đứng một mình này đã nha, đứng một mình này đã. Rồi, thì đấy là cái hình dung cho các bạn về về điện trường. Đó, xem nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ cùng nhau mình xét những cái ví dụ cụ thể sau. Bây giờ mình sẽ nói về điện trường lại nhé. Thứ nhất là chúng ta phải biết cái điện trường nó là cái gì. Cái này là mới này, đúng không? Điện trường. Điện trường như thầy nói,
nó là một cái môi trường là bao quanh gì ạ? Bao quanh điện tích. Đó, nó dạng vật chất đó, bao quanh điện tích. Thế thì điện trường của chúng ta nó có một cái khái niệm là vector cường độ điện trường. Cái vector cường độ điện trường này nó sẽ thể hiện cho khả năng tác dụng lực của điện trường. Có nghĩa là như lúc nãy thầy nói là chỗ nào có điện trường, nó những cái đường điện trường ấy nó càng gần nhau, nó càng sát nhau thì điện trường ở đó nó càng lớn. Lớn hay nhỏ thì đo bằng cái gì? À thì đo bằng cường độ điện trường. Thì cường độ điện trường được ký hiệu là E. Đó, E. Được chưa? E. Và ông E này nó có cái điểm đặc biệt là đơn vị của ông ấy là vôn trên cho mét. Đó, vôn trên mét. Vôn là đơn vị đo của hiệu điện thế, đúng không? Ở lớp cấp 2 thì đâu đó mình đã nghe, hoặc trong cuộc sống mình nghe, đúng không? Nghĩa điện áp 220V, 5V, 10V. Buổi sau nữa thì mình mới chứng minh được là tại sao E nó có đơn vị như thế này. Hôm nay thì mình tạm chấp nhận thôi. Thế E này thì nó có một cái đặc điểm là gì? À đây là một vector. Và khi nó là một vector thì các bạn cần phải biết cho thầy hai thứ. Thứ nhất, các bạn phải vẽ được E. Có nghĩa là các bạn phải biết được phương chiều. Đó, các bạn phải biết được phương chiều. Và cái thứ hai là các bạn phải tính được độ lớn của nó. Xem là E có độ lớn tính như thế nào. Thế thì về E này, thì ở trong cái nội dung lý thuyết chúng ta sẽ đi xét điện trường của điện tích nha. Điện trường chúng ta xét là điện trường của điện tích. Đó, chúng ta xét là điện trường của gì ạ? Của điện tích rồi. Đó, của một điện tích rồi. Hệ nhiều điện tích thì nó phức tạp, đúng không? Thì mình nói sao? Đây, về điện trường của một điện tích. Một điện tích. Thế thì các bạn lưu ý cho thầy, điện tích của chúng ta thì được phân ra làm hai loại, là điện tích dương và điện tích âm, đúng không? Nếu điện tích của chúng ta là dương, không biết các bạn có nhớ cái hình ảnh lúc nãy không? Đó, thầy giả sử đây là một điện tích Q, thì kiểu là Q lớn nhé. Đó, thế thì bao quanh cái điện tích Q này sẽ có điện trường, đó, điện trường của nó. Thế bây giờ giả sử thầy muốn tính điện trường mà Q gây ra tại cái điểm M này, đúng không? Điểm M này, mỗi điểm thì sẽ có một cái điện trường, Q sẽ gây ra điện trường tại mỗi điểm là khác nhau. Bây giờ thầy muốn tính điện trường tại điểm M, thì điểm đầu tiên là thầy sẽ nối điện tích và cái điểm mà chúng ta cần vào. Thầy được một cái đường nét đứt. Đây chính là phương của nó. Đây chính là phương của nó. Sau đó, với điện tích dương thì thầy vẽ một vector điện trường hướng ra xa điện tích. Và thầy kêu M vào đây. Thì như này, thầy đã biểu diễn xong điện trường do Q gây ra tại M. Lưu ý, nếu Q của chúng ta lớn hơn 0 thì điện trường của chúng ta nó hướng gì ạ? Hướng ra. Đó, hướng ra xa của điện tích. Ngược lại, nếu ở đây thầy có một cái điện tích Q nhưng nó lại là điện tích âm, thì cách vẽ điện trường do Q gây ra cũng tương tự tại điểm M, nhưng nó sẽ hướng vào điện tích M. Ok không ạ? Nó hướng vào điện tích. Q nhỏ hơn 0 thì sẽ hướng vào. Ok không nào? Đó, thì đấy là cách chúng ta vẽ điện trường do một gì ạ? Do một điện tích gây ra. Đó, nó giống như cái hình ảnh lúc nãy mà thầy cho các bạn nhìn đấy. Đó, nếu điện tích dương này thì điện trường là những cái đường mà đây, nó đi qua cái điện tích này như này. Ok, mình dùng ạ. Đó, đấy, nó là những cái đường như này. Và nó có dấu mũi tên là đi ra. Đây chính là điện trường của nó. Mắt thường thì không nhìn thấy được nha. Được chưa? Thế còn điện tích âm nó giống hệt luôn các em ạ. Điện tích âm ấy, nó giống hệt luôn, nó chả khác cái gì cả. Nó cũng là những cái đường như thế này luôn. Đó, nó cũng là những cái đường như này luôn, nhưng nó hướng vào. Đấy, nó hướng vào. Ok không nào? Đó, nó hướng vào. Được chưa? Thì đây chính là hình ảnh của điện trường. Và cách chúng ta vẽ, chúng ta đã biết được phương chiều. Và cuối cùng là chúng ta sẽ phải đi tính được cái độ lớn của điện trường. Xem là điện trường này có độ lớn là bằng bao nhiêu, đúng không? Điện trường có độ lớn bao nhiêu? Có nghĩa là công thức tính E. Đó, công thức tính E. Thì E của chúng ta có biểu thức giống hệt như F. Đó, giống hệt như F. Hôm trước F của chúng ta là gì ạ? 9 nhân 10 mũ 9, đúng không? Q1, Q2 chia cho R. Thì cái E này lại rất đơn giản, giống hệt như thế. 9 nhân 10 mũ 9. Nhưng đây là điện trường do Q gây ra, vậy là chỉ có một điện tích thôi. Chỉ tuyệt đối của Q. Và chia cho gì ạ? Và chia cho epsilon R bình phương. Đó, giống hệt công thức hôm trước. Và thầy nhấn mạnh lại một tí,
Quy là gì? Quy là điện tích gây ra điện trường. Đó, điện trường. Được chưa? Epsilon tên là gì? Là hằng số gì ạ? Hằng số điện môi. Thế còn R là khoảng cách từ Q đến điểm cần tính điện trường. Đúng không? Chúng ta cần tính điện trường tại điểm nào thì chúng ta sẽ xét khoảng cách từ Q tới cái điểm đó. Ví dụ như ở đây thì R thầy sẽ là khoảng cách này. À đây R đây. Đây sẽ là R. Tất nhiên R thì phải lấy đơn vị là mét rồi. Đúng không? Cái này thì khỏi nói. Rồi, vậy như thế là chúng ta đã biểu diễn xong được điện trường. Và các bạn nhớ thầy, điện trường nó được đặc trưng bởi một cái vector gọi là vector cường độ điện trường E. Vector cường độ điện trường E này có cách vẽ như sau. Đây, dương thì hướng ra, âm thì hướng vào, độ lớn giống hệt như là F. Nhưng mà trên tử này, ngày xưa là Q1, Q2, bây giờ chỉ có một Q. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là tại sao cái biểu thức tính E nó lại khá là giống với cái biểu thức tính F như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau có cái mối liên hệ ở đây nha. Mối liên hệ ở đây thì cái chỗ liên hệ này là cái chỗ mà cần phải tư duy. Các bạn tập trung cho thầy này. Liên hệ nha. Cái chỗ này là rất cần các bạn tư duy ở đây cho thầy. Nào, bây giờ thầy xét một cái câu chuyện như thế này. Bây giờ thầy xét một cái điện tích Q ở đây. Thầy giả sử là điện tích Q dương nhá. Điện tích Q dương. Nào, bây giờ các bạn hãy nhìn. Ở đây thầy xét một cái điểm M này. Một điểm M nhé. Đúng không? Thì rõ ràng là tại điểm M này sẽ có cái điện trường E. Nó hướng ra xa như này. Điện trường E này là điện trường do điện tích Q này gây ra tại điểm M. E được tính bằng độ lớn. Độ lớn là 9 nhân 10 mũ 9 nhân trị tuyệt đối của Q và chia cho epsilon R bình phương. Đó, được không nào? Thế bây giờ câu chuyện vẫn là cái điện tích Q này đang nằm ở đây. Nhưng bây giờ vẫn điện tích Q này nhá, vẫn ở đây. Cái điểm M này là coi như chúng ta chọn một điểm trong không khí thôi. Nhưng bây giờ giả sử thầy lại lôi ở đâu đó ra một cái điện tích Q nhỏ, thầy đặt ở đây. Đó, cái một cái điện tích Q nhỏ ở đâu đó thầy đặt đúng ở đây. Được chưa? Điện tích Q nhỏ. Thế thì lúc này lực tương tác giữa hai điện tích này là lực gì? À thầy giả sử đây là một cái điện tích dương đi. Thầy giả sử Q là một cái điện tích dương nhá. Thế thì lúc này hai cái điện tích Q lớn và Q nhỏ chúng sẽ đẩy nhau. À vậy ở đây thầy sẽ có một cái lực lực điện ở đây. Thì cái lực điện. Đúng chưa? Lực này là lực gì? Lực này là lực do Q lớn đẩy Q nhỏ. Và lực này được tính bằng công thức nào? Nào, F điện sẽ bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân trị tuyệt đối của Q lớn, Q nhỏ chia cho epsilon R bình phương. Đúng không? Nào, thế thì nhìn vào đây, chúng ta thấy là rõ ràng ông E và ông F này phải có một cái mối liên hệ nào. Đúng không? Công thức rất giống nhau. Các bạn thấy chỉ khác nhau một cái gì ạ? Q nhỏ. Vậy đây thầy suy ra cái mối liên hệ. Đó là F là bằng QE. F bằng QE. Đó. Q nào? Q nhỏ nhá. Có nghĩa câu chuyện là gì? Câu chuyện là gì? Cái lực điện mà Q phải chịu ở đây sẽ được tính là bằng tích giữa điện trường mà Q nằm ở cái vị trí đó. Đó, điện trường. Điện tích Q nằm ở vị trí M. Tại M có điện trường là M. Thầy lấy cái M đó thì nhân với Q thì thầy được lực tác dụng vào nó. Thì đây là mối liên hệ giữa lực điện và điện trường tại điểm đó. Lực điện này là lực điện giữa hai điện tích. Đó, hai điện tích. Cái điện tích, các bạn lưu ý, điện tích Q lớn là điện tích gây ra điện trường. Điện tích Q nhỏ là điện tích chịu lực. Và Q nhỏ đặt tại điện trường M do Q lớn gây ra. Sau phần này, có thể các bạn gặp một cái bài toán là ông Q này này. Ông nằm ở một cái điện trường nào đó do rất nhiều điện tích hoặc một hệ điện tích gây ra. Thì thầy cứ tính điện trường tại điểm đó rồi thầy nhân với điện tích thì được lực điện. Các bạn hiểu không ạ? Ví dụ sẽ có một cái bài một cái điểm điện tích Q. Đó, nó nằm ở đây. Còn điện trường gây ra cho nó là loằng ngoằng như nào thầy không quan tâm. Thầy không biết. Nhưng thầy chỉ cần xác định được cái điện trường tại điểm M mà Q đang nằm. Rồi thầy nhân với điện tích thì nó sẽ ra lực mà cái điện tích đó phải chịu. Còn M này do thằng nào gây ra thì không quan trọng nữa. Đó, thì đấy là cái mối liên hệ F bằng QE.
Ở đây thầy cũng nhấn mạnh cho các bạn, đó là khi chúng ta đã học về vector. Không biết là các bạn có nhớ cái bài toán liên quan tích vector. Đó, tích vector. Thì câu chuyện của mình là gì? Nếu điện tích Q của chúng ta mà lớn hơn 0 thì F và E sẽ là hai vector cùng phương cùng chiều. Các bạn có thể thấy cái ví dụ thầy vừa lấy ở đây. Điện tích Q này dương, thế nên hai cái điện trường và lực điện cùng phương cùng chiều. Còn nếu điện tích Q mà âm thì hai cái này nó sẽ cùng phương nhưng mà ngược chiều. Đó, đấy là một cái điểm mà các bạn cần lưu ý. Rồi, thế thì về bài toán điện trường, các bạn nhớ cho thầy hai cái biểu thức quan trọng ở này. Được chưa? Hai biểu thức quan trọng này thì các bạn sẽ làm được các cái bài tập liên quan điện trường. Nhưng mà nói thế thôi, vẫn còn hơi mơ hồ một chút đúng không? Bây giờ mình sẽ cùng nhau xét các cái ví dụ nha. Chúng ta trọng tâm ở hai công thức E và liên hệ FE. Nào, bây giờ mình sẽ cùng nhau xét các cái ví dụ. Đã. À, ví dụ ở đây thì thầy chia làm hai phần. Đó, hai phần nhá. Rồi, phần số 1 là bài toán liên quan đến tính điện trường, bài số 2 là bài toán chúng ta đi xác định cái sự cân bằng. Nào, bây giờ mình xét câu đầu tiên. Câu 1 này cho một cái hình vẽ mô tả một cái điện trường. Đúng không? Đường sức điện của một cái điện trường. Những cái đường đó người ta gọi là những cái đường sức điện. Được chưa? Và kết luận nào sẽ đúng về cường độ điện trường? Nào, câu 1 các bạn comment cho thầy cái đáp án, câu số 1 xem đáp án là gì. Thầy để ý thấy một điều là hôm trước cho cô Linh dạy có vẻ là mọi người comment nhiều hơn. Đấy. Cô Linh thì cũng đang dạy cùng với thầy khóa lớp 10. Đấy. Thì cô nhắn tin là anh ơi hôm nay lớp 11 các em ấy học nhiệt quá. Đấy, em rất là vui và rất là thích. Các bạn comment rất là nhiều. Thầy thì cũng hơi bất ngờ. Bởi vì bảo bình thường dạy các bạn thấy các bạn lười comment quá. Đấy, cô Linh trước là chưa lên sóng cho chúng ta nhìn à. À, rồi ok. Đấy. Đấy, thầy không biết là hay là mọi người học với thầy có cái vấn đề gì, thấy mọi người comment nó hơi ít. Nào, câu số 1 đáp án gì comment xuống cho thầy nào. Ở trước học cô Linh này thầy thấy là lượng comment rất là nhiều luôn. Thế mà học thầy thì lại chả thấy comment gì. Buồn thật. Đâu rồi ơ? Thầy hỏi câu số 1 nào. Chọn cho thầy cái đáp án nào nào. Hình vẽ bên dưới là mô tả đường sức điện của một cái điện trường. Người ta yêu cầu là so sánh điện trường tại A và B. Đây, đáp án đây. Nào, các bạn cho thầy biết nào. Câu 1 đáp án nào. Nào, tất cả các bạn đang xem live comment cho thầy nào. Nhưng ngồi lại không trả lời bài như thế thì mình sẽ không nhớ được kiến thức đâu. Ừ, các bạn lại không có cái tài liệu này à? Tài liệu này thầy gửi cho mọi người rồi mà nhỉ? Nào, đáp án của mình đáp án nào này? Câu số 1. A hay B? Thầy vừa dạy xong lại quên. Nào bây giờ thầy lại vẽ cho các bạn luôn cái hình điện trường do hai cái điện tích gây ra nhé. Một điện tích dương, một điện tích âm nhé. Đó, được chưa? Lúc nãy thì có hình rồi đúng không? Đấy, nó là những cái đường cong như này. Đấy. Đó, và vẫn tên theo công thức là dương thì đi ra, âm thì đi vào. Đúng chưa? Thế thì lúc nãy thầy có nói chẳng biết có nhớ không? Đấy, thầy nói thì không biết có nhớ không? Đấy, lên đây thì những cái đường này nó thưa hơn. Đấy, thầy vẽ nó chưa chuẩn lắm nhé, nó không cắt được nhau đâu. Rồi. Càng lúc nó càng mở rộng rồi. Đó, đây thì các bạn lưu ý này. Ở cái khu vực này này. Khu vực này. Đây là khu vực mà những cái đường sức điện, những cái đường sức điện này. Nó rất là gần nhau, người ta gọi là rất là dày. Thì tại khu vực mà các cái đường sức điện này càng dày ấy, thì cái điện trường của mình nó càng lớn. Còn ở khu vực này thưa hơn, thì điện trường của mình nó càng nhỏ. Và các bạn lưu ý, cái vector điện trường của mình ấy, nó chính là tiếp tuyến của những cái đường cong này. Đấy, nếu mà chúng ta xét những cái hệ thì nó sẽ là tiếp tuyến của những cái đường cong này. Lát nữa mình làm bài tập mình sẽ hiểu rõ hơn về cái tiếp tuyến này thì sẽ chứng minh được cho các bạn để các bạn thấy nó là cái phương tiếp tuyến. Đó. Rồi, vậy thì câu chuyện của chúng ta câu số 1 nó phải là đáp án gì ạ? Điện trường tại A nó sẽ lớn hơn điện trường ở B.
đúng không? Bởi vì ở A thì thấy là các cái đường sức điện nó gần nhau hơn, nó dày hơn, còn ở đây thì thưa hơn, đúng không nào? Vậy là câu 1 A nhé. Câu 1 là A. Tiếp theo ạ, câu số 2. Câu số 2 thì rất là dễ. Đặt một cái điện tích Q ở đây. À, Q là một cái điện tích dương, đúng không? Điện tích Q ở đây là một điện tích dương. Nào, đây, Q nha. Q là một điện tích dương. M là một điểm cách Q một khoảng là 3 cm. Bây giờ người ta yêu cầu là tính cường độ điện trường và xem là chiều như thế nào. Thứ nhất để xác định chiều luôn. Đây là điện tích dương, vì vậy điện trường do Q gây ra tại M nó sẽ hướng ra xa điện tích. Và nhìn vào đây thì chúng ta dễ thấy cái ông M này là cùng phương cùng chiều với gì ạ? Với vector OM. Đúng không? Đây vector OM đây mà. Thì hai cái vector này có đúng cùng phương cùng chiều chưa? Ok xong. Đơn giản đúng không ạ? Tiếp theo. Tiếp theo. Đó là các bạn lưu ý cho thầy là chúng ta tính độ lớn. Nào M bằng cái gì? M bằng cái gì? M bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân trị tuyệt đối của Q. Đó, Q. Các bạn lưu ý, không phải là cứ Q lớn thì mới gây ra điện trường. Tất cả các điện tích của chúng ta đều gây ra điện trường hết. Lúc nãy thầy ghi Q lớn, Q nhỏ để các bạn phân biệt được là Q lớn là cái gây ra điện trường, Q nhỏ là cái chịu lực. Thế còn bản thân là Q nhỏ hay một cái điện tích Q1, Q2 bất kỳ nào đó, nó luôn luôn có điện trường của riêng nó nha. Thì đây là nhân với trị tuyệt đối của Q. Rồi, và chia cho R bình phương. Đúng không? F long luôn bạn được. Đây là chân không rồi. Hàng số điện môi của mình là bằng 1. 9 nhân 10 mũ 9 này. Nhân trị tuyệt đối của Q là 10 mũ trừ 10. Và chia cho mẫu số là 1 nhân R là 0,03. Các bạn nhớ đổi ra mét cho thầy. Rồi, vậy là câu số 2 đáp án của chúng ta. Rồi, cảm ơn mọi người. Câu số 2 đáp án A nhé. Tốt. Câu số 2 A. Đúng không? Cái này thì nhờ mọi người bấm máy tính thầy. Lực điện ấy thì nó rất là bé. Chúng ta tính ra lực điện nó rất là nhỏ. Đấy, thì nhưng mà cái điện trường này thì lại lớn các bạn ạ. Các bạn sẽ tính ra những cái bài điện trường nó cỡ hàng nghìn, hàng chục nghìn. Có những bài nó hàng trăm nghìn, hàng triệu. Đó, thì đấy là cái điện trường nó rất là lớn. Câu số 2 xong, để tiếp theo câu số 3 này. Câu 3. Một điện tích Q đặt tại một điểm M trong một cái điện trường của một điện tích Q chịu tác dụng của một cái lực điện là lực F. Lực điện F. Câu 3 là tính cường độ điện trường do Q gây ra tại M. Gây ra tại M. Rồi, câu B là nếu QM bằng 3 thì lại đi xác định ngược lại Q. Thì câu này là câu dùng công thức rồi, đúng không? Thầy sẽ có luôn F là bằng 3 nhân 10 mũ -3 bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân trị tuyệt đối của Q là 10 mũ -7. Đó, và chia cho mẫu số. Chia cho mẫu số là R bình phương. Đúng không? Rồi. Ố, cái này không thì bị nhầm xuống cái câu khác rồi. Câu này là yêu cầu là tính cường độ điện trường. Thế thì câu này, câu chuyện nó như thế này. Thầy phân tích lại nhá. Thầy đọc nhầm đề đấy. Ở đây thầy có một cái điện tích Q là điện tích Q nhỏ. Đó, đấy, có một cái điện tích Q là cái điện tích Q nhỏ. Được chưa? Này. Đó, tại điện tích Q này thì người ta thấy là Q chịu tác dụng của một cái lực điện. Đó, và lực điện này. Và yêu cầu là tính điện trường. Vậy thì biểu thức của mình đơn giản thôi, F là bằng gì ạ? F là bằng QE. Đúng không? Vậy thì tính được E là bằng F trên Q, đúng không? F là 3 nhân 10 mũ -3. Chia cho Q là 10 mũ -7. Vậy cái này sẽ là bằng 3 nhân 10 mũ 4, đúng không? 3 nhân 10 mũ 4 vôn trên mét. Chú ý cái đơn vị nha. Đơn vị của chúng ta là vôn trên mét. Đúng không? Rồi, 3 nhân 10 mũ 4. Câu B là người ta bảo là nếu mà QM là bằng 3 thì xác định xem là Q lớn là bằng mấy. Các bạn hiểu không ạ? À, vậy thì câu chuyện là sao? Cái điện tích Q nhỏ này đang được đặt trong cái điện trường của Q lớn. À, đúng không? Thầy có một cái điện tích Q lớn đâu đó. Đâu đó ở đây. Đúng không? Thầy ví dụ như này. Có một cái điện tích Q lớn đâu đó ở đây. Và nó gây ra một cái điện trường tại điểm M này. Và sinh ra cái lực điện. Đúng không? Và hai cái điện tích này thì cách nhau một khoảng là 3 cm.
và bây giờ người ta yêu cầu là xác định quy. Thế thì ở đây thầy có thể hai cách làm. Thầy lấy F này là lực điện, đúng không? Thầy thay vào công thức lực điện ở bài trước mình học để thầy tính ra quy lớn, đúng không? Được chưa? Tiếp theo đó là chúng ta sử dụng cái gì ạ? Chúng ta sử dụng biểu thức của E, đúng không? Chúng ta sử dụng biểu thức của E, chúng ta tính được thôi, đúng không? Ok, đấy. Chờ thêm một chút nha. Nào, thế thì bây giờ chúng ta xử lý cái này như thế nào? Đây, chúng ta xử lý cái này như nào? Thì cách rất đơn giản, thầy cứ dùng E đi cho nó dễ, đúng không? E vừa mới tính, mà hôm nay đang làm về E. Thì các bạn lưu ý E này là điện trường do quy gây ra. Đó, đúng không? Do quy gây ra, rất rõ như vậy nhé. Là bằng 3 nhân 11. Đó, bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân trị tuyệt đối của quy, à quy lớn, và chia cho R. R đây, 3 cm là bằng 0,03 bình phương, vậy tính cho quy, đúng không? Nào các bạn tính giúp thầy xem là quy là nó bằng bao nhiêu đây. 3 nhân 10 mũ trừ 9. Rồi, cảm ơn các em. 3 nhân 10 mũ trừ 9, đúng chưa? Và đơn vị của chúng ta nó là gì ạ? Là coulomb. Rồi, phải đây là những câu rất cơ bản. Bây giờ câu 4 này. Câu 4 là ký ức lại ùa về này. Nào, câu 4 ký ức lại ùa về. Bạn nào mà hôm trước học cẩn thận bài hôm trước thì bài này các bạn sẽ thấy là rất là quen thuộc. Nào, về đọc đề này. Cho hai điện tích Q1 và Q2. Các bạn nhìn qua thì các bạn thấy hai cái điện tích là giống nhau về độ lớn, đúng không? Đặt tại hai điểm AB là cách nhau là 30. 30. Xác định cường độ điện trường tại điểm M cách đều A và B, và cách AB một khoảng là bằng A. À, vậy ở đây thì như thế này. Thầy có một cái điện tích A dương là Q1. Đó, đặt tại A. Tiếp theo là thầy có một cái điện tích âm, âm Q2. Đó, là đặt tại B. Đúng chưa? Đó, đặt tại B. Bây giờ người ta yêu cầu là tính điện trường tại một cái điểm M này. Điểm M nằm đâu đây? Đúng không? Mình chưa rõ điểm M như nào. Đây, có một cái điểm M đặt ở đâu đây? Đây, có một cái điểm M. Thầy giả sử đây là điểm M. Đó, và M thì cách đều AB, vì vậy M sẽ tạo thành một cái tam giác cân. Đúng không? Đây là A, đây là B. Tạo thành một cái tam giác cân. Đúng chưa? Tạo thành tam cân, tính điện trường tại M. Nào, thế thì bây giờ các bạn hãy hình dung này. Một điện tích thì gây ra một điện trường. Còn nếu mà chúng ta có nhiều điện tích, vậy thì tại M này sẽ có điện trường do Q1 gây ra, cũng có điện trường do Q2 gây ra. Và điện trường tại M chúng ta sẽ đi tổng hợp hai cái vector đó vào. Giống hệt hôm trước là điện tích, đúng không? Thì là gì? Một điện tích chịu tác dụng của nhiều lực điện thì nhiệm vụ của chúng ta là cộng nó vào. Thì cái này là điện trường thì chúng ta cũng làm giống như vậy. Đúng nào? Rồi, vậy là ở đây hãy nhìn nhá. Điện tích Q1 sẽ gây ra tại M một cái điện trường. Đó, cách vẽ của chúng ta nối điện tích và điểm chúng ta cần xét. Thì nối bằng tay nó đang hơi không thẳng lắm. Rồi, và đây là điện tích dương, thế nên vector đó sẽ hướng thế nào ạ? Hướng ra xa. Đúng không? Do Q1 gây ra thì ký hiệu là E1. Được chưa? E1. Tương tự, bây giờ tại điện tích Q2 thì chúng ta sẽ có gì ạ? À, tương tự luôn, Q2 sẽ gây ra tại M một cái điện trường. Điện trường này do đây điện tích âm nên nó hướng vào. Đúng không? Hướng vào. Nào bây giờ các bạn hãy xem này. Vậy là tại điểm M sẽ chịu tác dụng của hai cái vector cường độ điện trường là E1 và E2. Bây giờ chúng ta sẽ phải cộng nó vào. E1 chúng ta phải cộng với E2. Thì cộng vào chúng ta tổng hợp theo quy tắc hình bình hành. Đúng không? Đây thì vẽ cái hình bình hành các bạn nhìn nhé.
Đúng chưa ạ? Rồi, thì tổng hợp đấy được như thế. Nào bây giờ ta xử lý này. Nào bây giờ ta xử lý nhá. Tại điểm M chúng ta cộng E1 và E2 vào. Đúng không? Là cộng E1 E2 vào. Thì chúng ta được cái vector M ở đây. Vậy là mình vẽ hình xong rồi. Đúng không? Nhưng bây giờ mình phải xem. Bây giờ mình phải xem ra là M này được tính như thế nào. M này được tính như thế nào. Rồi. Thế thì muốn tính M thì ở đây có hai cách làm. Cách thứ nhất là thầy làm dưới dạng tổng quát. Các bạn nhìn nha, thầy làm cả hai cách cho các bạn tổng quát. Đó là M của chúng ta hiển nhiên bằng E1 bình cộng E2 bình. Hôm trước thầy dạy cả hai cách rồi, nay thầy nói lại xem có nhớ không. Cos alpha, trong đó alpha là góc xen giữa đây. Đó, vậy thầy muốn tính được M, thầy phải tính E1 và E2. Nào, E1 ở đây thầy thấy là chắc chắn nó bằng E2. Bởi vì sao? Hai điện tích 1 và 2 gây ra tại M một cái gì ạ? À, một cái điện trường ấy, nó có độ lớn bằng nhau do là Q1 đến M và Q2 đến M khoảng cách bằng nhau. Độ lớn điện tích cũng bằng nhau. Thế nên nó sẽ bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân trị tuyệt đối của 2 nhân 10 mũ trừ 8 và chia cho gì ạ? 2 nhân 10 mũ trừ 8 và chia cho mẫu số là R bình phương, là khoảng cách từ đây đến đây. Nào về khoảng cách phải bình tĩnh này. AB là cách nhau 30. Vậy thì cái đoạn này của thầy là 15. Đoạn này cũng là 15. Đúng không? Còn cái đường cao này thì là 30. Đó, các bạn đọc đề nhá. Điểm M cách AB một đoạn là bằng A. A này là 30. Đây là 15, đây là 30. Vậy Pythagore thầy tính được cái cạnh huyền. Đúng không? Xem nó bằng bao nhiêu nha. Hơi xấu đây. 15 căn 5. Đó, cái cạnh này là 15 căn 5. Nó chính là khoảng cách từ Q1 đến M và cũng là Q2 đến M. Tam giác màu xanh này là tam giác cân rồi. Vì vậy đây thầy sẽ có là 15 căn 5. Nhưng chắc chắn là thầy phải chia với 100 bởi vì phải đổi ra mét mà. Đó, bây giờ mình sẽ bấm ra cái này bao nhiêu nha. Rồi, là 1600 vôn trên mét. Đúng chưa ạ? Vậy là thầy tính được E1 rồi. Thầy cũng tính được E2 rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là mình phải đi tính được M. Thế thì trong cái biểu thức này, thầy còn thiếu duy nhất là cái góc alpha nữa thôi là sao? Đây, bây giờ alpha tính kiểu gì? Alpha không tính được đâu. Muốn tính được alpha, ta phải dựa vào cái góc của cái gì ạ? Của cái tam giác màu xanh này. Thì thầy thấy là quá dễ. Nếu mà thầy gọi góc này là beta thì tất nhiên góc này cũng là beta. Đúng không? Và mình sẽ thấy đó là alpha của chúng ta thì bằng 180 độ trừ 2 lần beta. Đúng không? Có đúng là trừ 2 lần beta không? Trừ 2 lần beta. Đó, trong đó sin beta, thầy lấy sin hay cos đều được. Sin beta đi. Góc beta này sin. Đó, beta, hai beta này nhau nhá. Sin bằng cạnh đối là 15 chia cạnh huyền 15 căn 5. Vậy cái này chính là bằng 1 phần căn 5. Các bạn thấy câu chuyện không ạ? À, vậy thì ở đây chúng ta thấy góc beta đã có, góc alpha đã có, thầy thế vào đây câu chuyện là xong. Nào thầy tính xem alpha bằng bao nhiêu độ nhá. Thầy bấm shift sin của 1 chia căn 5. Một số bạn lớp mình còn không biết bấm cái này, lưu ý cho thầy nhá. Kỳ 1 học phương trình lượng giác rồi. Cái này là 26 độ nhân 2 lên. Rồi, 180. Cái này là bằng 126,86. Đó, đúng chưa? Bây giờ thầy có E1, E2, có cái này rồi. Tất cả thầy thay lên đây, thầy tính cái M. Nào, thầy nhờ các bạn bấm máy tính cho thầy. Góc đã có, E1, E2 có, thế vào đây. Bấm xong căn bậc 2 phát ra M, chắc là ai cũng bấm được. Nào, thầy nhờ mọi người tính cho thầy xem M bằng bao nhiêu. Phú nhìn hơi to đấy Phú ạ. Như bị lệch rồi em ơi. Kiểm tra lại xem nào. Nào thầy yêu cầu cả lớp cùng tính nha. Cả lớp cùng tính.
bao nhiêu? 1413. Rồi, 1413 nhé. 1413. Đó, thì đây là cách tổng quát. Bài nào các bạn làm kiểu này cũng được hết. Tính hai vector, tính góc. Đúng không? Nhưng buổi hôm trước ấy, thì thầy đã dạy các bạn một cái phương pháp tính nó còn nhanh hơn. Không biết có bạn nào nhớ không? Ừ, buổi hôm trước thầy có dạy các bạn một cái phương pháp nhanh hơn. Không biết có bạn nào nhớ không? Nào, có bạn nào nhớ có thể nói lại cho thầy là cái hình này của mình nó là cái hình nó có cái gì đặc biệt nhỉ? Có bạn nào nói cho thầy biết được không? Cái hình này này nó có cái gì đặc biệt, nói cho thầy biết được không? Nào, nó có cái gì đặc biệt nào? Hình này nó là hình gì các em? À đúng rồi, cái này nó là hình thoi. Thế nó là hình thoi thì thầy có một cái cách tính nó đặc biệt đúng không? Hôm trước thầy đã dạy rồi. À vậy đây là ngoài cách tính tổng quát thì thầy thấy là do đây là hình thoi. Thế nên suy ra là E tại điểm M sẽ bằng đây M nó sẽ đây thầy chia ra như này đúng không, thầy chỉ cần lấy E1 này đây hoặc là lấy E2 đi, E2 là cạnh này, E2 nhân cốt của góc này, góc thầy đang tô đậm ấy, góc này chính là alpha trên 2 đúng không, đấy E2 này, E2 là cạnh này, nhân cốt của alpha trên 2 thì được một nửa của M, vậy là bằng hai lần E2 cốt của alpha trên 2, cốt của alpha trên 2. Đó, cách này rất nhanh các bạn nhìn nhé. Đúng không? Cốt alpha trên 2. Mà thầy lại thấy alpha trên 2 cộng với góc beta là bằng 90 độ. Đây, cái góc này này. Đúng không? À, thầy đang tô đậm đây, alpha trên 2. Cộng với góc beta ở đây thì có đúng bằng 90 không? Hai ông này cộng nhau 90 không? Bởi vì đây là hình thoi này. Hình này hình thoi nên là cái ông này là phân giác. Ông này phân giác thì chắc chắn là vuông góc với đây rồi. Vậy đây là hai cái góc này cộng với nhau bằng 90. Hai góc này cộng nhau 90 thì sao? Thì cốt ông này bằng sin ông kia. Vậy là cốt ông này đây là bằng sin beta. À quá đẹp luôn. Đúng không? Vậy thì thay luôn, thầy chẳng cần phải tính là cồng kềnh gì cả. Hai lần E2 là 1600. Nhân sin beta đây thầy tính đây rồi, 1 phần gì ạ? 1 phần căn 5. Đó. Thì nhanh luôn. Nào thầy xem liệu có đúng không. Đó, 1413 luôn. Cả hai cách đều khớp nhau. Đấy, được không ạ? Cả hai cách đều khớp nhau, không thể lệch được. Chuẩn chưa? Vôn trên mét nha, thầy lại viết nhầm là Newton. Vôn trên mét. Đúng không? Điện trường thì vôn trên mét, viết nhầm Newton. Nào, các bạn thấy không ạ? Ừ. 1431 hay là 13? À 31 à. 1431. Ok. 31 nha. Rồi đúng rồi, 1431. Mà mắt thấy nó hơi kém, thấy nhìn thành 1413. Nào, thế thì các bạn thấy cái cách mà hình thoi này nhanh không? Rất là nhanh, đúng không? Nhưng mà dù nhanh như thế nào thì cũng phải vẽ đúng hình, cũng phải tính được E1, E2 cũng tính góc. Chẳng qua thay vì phải bấm cái biểu thức cồng kềnh này thì mình tính này gọn hơn. Nhưng mà cách số 2 thì lại phải tư duy hơn, đúng không? Cách số 1 thì chẳng cần nghĩ gì cả, cứ trâu bò tính luôn thôi. Đúng không nào? Ok. Rồi, vậy là xong câu này, rất đơn giản. Bây giờ mình đến với tiếp theo là ví dụ số 5. Ví dụ số 5. Ví dụ 5 nha. Ví dụ 5. Tại hai điểm A và B cách nhau là 10 cm trong không khí. Có đặt hai điện tích là Q1 và Q2. Q1, Q2. Đó, AC là bằng 8, BC là bằng 6. Xác định cường độ điện trường tại điểm C. Đề bài yêu cầu là xác định cường độ điện trường tại điểm C. Thì câu này chúng ta nhìn qua chúng ta thấy là nó dễ hơn câu vừa rồi. Đúng không? Dễ hơn câu vừa rồi. Nào bây giờ thầy vẽ hình cho các bạn này. À, trước khi mà thầy chữa câu này thì thầy muốn cho các bạn nhìn lại cái điện trường lúc nãy. Thầy nói là thầy sẽ chứng minh cho các bạn là tại sao nó lại có cái đường như thế, đúng không? Đây, đây là có một điện tích dương này. Đây là điện tích âm này. Thì điện trường do hệ hai điện tích này gây ra. Đó, hai điện tích này gây ra thì đây, nó là những cái đường cong như này. Đúng không? Lúc nãy thầy có vẽ đấy.
Được chưa? Đó. Thế thì nếu mà thầy xét điện trường tại điểm này thì như thầy nói nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là tiếp tuyến. Các bạn thấy cái này nó có giống hệt cái vector tiếp tuyến này của mình không? Đó, ở đây ấy là chúng ta đi tính điện trường tại một điểm. À, một điểm. Thế còn cái đường sức điện này nó thể hiện cho tập hợp của các cái vector điện trường, cường độ điện trường. Điện cường độ điện trường tại mỗi điểm này nó sẽ là những cái vector tiếp tuyến của quỹ đạo. Tiếp tuyến của quỹ đạo. Ví dụ người ta yêu cầu tính một điểm ở đây thì nó cũng là tương ứng trên này nó sẽ là tiếp tuyến. Đấy, còn ở đây này, chính cái hình lúc nãy của mình này, điện trường E này, nó là tiếp tuyến luôn. Các bạn thấy không ạ? Đó, chúng ta chứng minh thông qua cái hình vẽ luôn được. Chứng minh thông qua hình vẽ luôn được nha. Rồi, tiếp theo. Bây giờ mình đến ví dụ số 5. Hôm nay thì lớp mình còn có một cái nội dung rất là hay, là sang kỳ 2 này bắt đầu thầy sẽ triển khai là ngoài việc là chúng ta làm bài tập nộp bài về nhà thì mỗi buổi học chúng ta sẽ có một vài một hoặc là đến hai câu là nâng cao khó hơn một chút thì thầy sẽ để lại thành cái câu hỏi thách đấu cho về nhà các bạn làm. Và bạn nào mà làm nhanh nhất, đúng nhất đó cái câu hỏi đó thì thầy sẽ có thưởng luôn. Thì có thể thưởng ở đây sẽ là những cái sản phẩm nhỏ nhỏ thôi. Có thể là thưởng mỗi bài có thể thầy thưởng 50k này, hoặc là thầy thưởng áo. Đấy, thưởng thưởng áo. Áo thì ví dụ mùa đông này thầy có thể tặng hoodie cho các bạn, được không? Hay là có thể tặng sách. Sách thì hiện tại thì cũng tặng hết cho mọi người rồi. Đấy, thì có thể tặng thêm những cái cuốn sách sáng năm của lớp 12 nếu mà thầy có. Thì đây là cái chương trình mới của lớp mình nha, trong cái học kỳ 2 này. Thì lát nữa thầy sẽ trình bày chi tiết hơn để cho các bạn nắm được. Rồi bây giờ mình quay trở lại với cái câu số 5. Tại điểm AB cách nhau là 10cm trong không khí, có đặt hai cái điện tích là Q1 và Q2. Rồi, hai điện tích này thì đặt tại hai điểm AB cách nhau là 10. Thầy cứ vẽ bừa ra đây. A là điện tích dương, B là điện tích âm, và chúng cách nhau là 10cm. Cho AC là 8, BC bằng 6, các bạn thấy không? 6, 8, 10, vậy là cái bộ 3 này là vuông góc rồi. Đúng không? Bộ 3 này là vuông góc rồi, nó sẽ ở đây. Đấy, đây là ABC. Bây giờ đề bài rất đơn giản thôi. Đề bài yêu cầu chúng ta xác định điện trường tại điểm C. Thế thì chúng ta thấy là tại điểm C sẽ có điện trường do hai điện tích gây ra. Q1 gây ra tại C sẽ là hướng thế nào? Hướng ra xa. Đúng không? Điện tích âm này là Q2 gây ra tại C thì là hướng vào. Và chúng ta sẽ đi tổng hợp theo quy tắc hình bình hành. Tất nhiên cái hình bình hành này thì bây giờ nó biến thành hình chữ nhật. Đúng không? Thì vậy bằng tay nó sẽ không được đẹp lắm nhé. Các bạn chịu khó nhìn nhé. Đó. Đấy. Rồi. Thì đây là E1. Đây là E2. Đây là E tại điểm C. Đó. Và bây giờ nhiệm vụ mình là mình đi tổng hợp cái đó. Đó. Nhiệm vụ của mình là mình đi tổng hợp cái đó. Nha. Thế bây giờ mình xem là mình xử lý như thế nào. Mình xử lý như nào. Đầu tiên là mình đi tính E1. Đúng không? Sau đó mình tính E2. Rất là dễ thôi. Nào, E1 bằng bao nhiêu thì tính luôn nhá, vì tương tự câu lúc nãy rồi. Nó còn dễ hơn, 9 nhân 10 mũ 9 này. Nhân trị tuyệt đối của Q1, Q1 là 1,6 nhân 10 mũ trừ 6. Chia cho khoảng cách AC này thì là bằng 8. Đó, tương tự E2. Ông này là trừ 2,4 nhân 10 mũ trừ 6. Cái dấu trừ nó cũng chẳng quan trọng vì mình trị tuyệt đối nó lên rồi. Chia cho mẫu số là 0,06 bình phương bằng. Đó, nào đây mình xem bao nhiêu nha. Rồi, ông này ô số to thế. 2.250.000 vôn trên mét, rất là lớn luôn. Ở dưới cái con to hơn đúng không? Thấy thấy là to hơn.
Rồi 6 triệu. Khủng thật. Rồi 6 triệu. Đúng không? 6 triệu. Ở đây chúng ta luôn có là E tại điểm C là tổng hợp của hai vector E1 và E2. Do E1 thì vuông góc với E2, đúng không? Từ hình vẽ chúng ta thấy. Nên E tại C sẽ là bằng Pythagore của E1 bình cộng E2 bình. Chúng ta cộng nó vào thôi là xong rồi. Rồi, ô. Cái này thầy có bị nhầm đâu không mà sao nó... À chết rồi. Thầy quên không bình cái này lên. Thảo nào. Rồi, 6 triệu 400 nghìn. Đúng không? Các bạn ra giống như thầy không? 6 triệu 4. Ok, rất nhiều bạn ra giống với thầy rồi. Xuân Phạm này, Phú này, Hồng Phúc này. Ok. À, hôm nay thầy lại like bằng trang cá nhân nên là thầy kết bạn với mọi người nhá. Rồi, Hồng Phúc. Hồng Phúc là bạn nữ rất xinh đẹp đây. Mà có ảnh bìa cũng rất xinh nhưng mà lại chụp ở quán karaoke. Rồi, Phú. Phú thì chưa kết bạn này. Xuân Phạm này. Xuân Phạm kết bạn rồi đúng không? Rồi. Bạn nào thầy chưa kết bạn nhỉ? Chúng ta kết bạn luôn với nhau nhá. Có gì trong quá trình học tập tương tác hỏi bài nhà, nhau hoặc là giao lưu đúng không? Ok. Đồng Phúc đâu? Xem cái ảnh bìa của em ở xa xa kia thầy thấy. Giờ nào. Kết bạn nha. Tiện tay kết bạn luôn mọi người. Thầy gửi lời mời kết bạn rồi. Lát nữa học xong thì các bạn ra các bạn thêm bạn bè là được nha. Ok, đây ra Khiêm đây rồi. Thành Vinh này. Hải Tiến thầy gửi lời mời rồi này. Thành Vinh rồi, ra Khiêm rồi này. Rồi ok, hết rồi đấy. Đức Mạnh à, Đức Mạnh bạn bè luôn gì. Nguyệt Vũ thầy gửi lời mời rồi gì? Thầy gửi lời mời kết bạn các bạn rồi. Ừ, bạn nào cứ comment là thầy kết bạn hết. Nhưng mà bạn nào dùng fake của các bạn ấy, chứ các bạn dùng Facebook ảo thì lại khó cho thầy đúng không? Sau đấy các bạn không dùng thầy phải đi hủy mất thời gian. Rồi vậy câu này xong nhá. Bây giờ ta tiếp tục đến câu tiếp theo. Đây. Tiếp theo luôn. Thảo này học ở trung học cơ sở. Trung học phổ thông Ngô Tự à? Thảo là học ở Ngô Tự à? Rồi, đấy các bạn hết một lượt rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nhá. Rồi, cái nội dung này thì khá quen rồi. Nào bây giờ đến câu số 6. Đó. Bây giờ mình đến câu số 6. Câu 6 nha. Câu số 6. Ông Trần Huy này bạn bè rồi thì còn em thấy gì đâu làm gì? Hả? Nào, bây giờ đến câu số 6 các bạn thấy đây là một cái câu đồ thị đúng không? Đồ thị câu này loại này là cũng thuộc dạng là hóc búa rồi. Đấy, thế hóc búa rồi. Nào, thế bây giờ thầy sẽ xem là làm kiểu gì nha. Ừ. Thực tế câu này lại không phải câu khó các em ạ. Thực tế câu này không phải câu khó, nó là câu khá là mềm đấy. Để chúng ta cùng giải quyết nó nhá. Nhưng mà nhìn vào thường là các bạn học sinh sợ thôi. Đọc đề. Trong mặt phẳng OXY chúng ta có hai cái điện tích là QA. QA là âm hay dương không biết luôn. QB là điện tích âm và chúng đặt cách nhau là 2 cm. Đây. Ok không ạ? M là một điểm di chuyển trên trục OX và cường độ điện trường EX thay đổi theo tọa độ X. Là tính như hình đây. Ok. Và đề bài yêu cầu tính cái tỉ số QA trên QB.
Thế có nghĩa là sao ạ? Bên cái điểm M này người ta cứ cho nó chạy trên cái trục OX này này. Đó. Thì người ta đo được cái gì nhỉ? Điện trường tại điểm M. Đó, thay đổi theo X. Có nghĩa là khi nó di chuyển như hình này. Và đề bài yêu cầu tính tỷ số. Thế thì ở đây các bạn hãy chú ý cho thầy một điều nha. Các bạn chú ý cho thầy một điều là chúng ta phải khai thác được cái đồ thị này. Thế thì khi mà chúng ta làm cái bài toán về đồ thị thì thầy ở kỳ 1 thầy cũng nói tương đối là kỹ cái nội dung đó. Được chưa? Nào, lưu ý cho thầy là gì? Chúng ta chỉ có thể sử dụng đồ thị tại những cái điểm mà chúng ta biết được cái đặc điểm của nó. Đặc điểm đây thường là những điểm mà mình biết được cả trục tung và cả trục hoành. Cả tung cả hoành. Ví dụ này. Ví dụ cái điểm này là thầy có thể khai thác được này. Bởi vì nó đi qua cái chỗ này thì là trục tung của thầy thầy cũng biết và trục hoành thầy cũng biết. Tung cũng biết, hoành cũng biết. Các bạn thấy không ạ? Đấy. Thì ví dụ cái điểm đó là điểm thầy khai thác được. Thế còn nếu mà nó rơi vào một cái điểm khác, đúng không? Nó rơi vào một, nếu ta chọn bừa vào một cái điểm khác thì lúc đó sẽ khó, chúng ta khó có thể xử lý được. Bởi vì nếu ta không biết cả tung độ, cả hoành độ thì chúng ta sẽ không giải quyết được cái vấn đề đó. Nhá, thì đấy là cái mà thầy nhấn mạnh để mọi người có thể nắm được. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta xem này. Theo các bạn là cái điện tích tại cái điểm Q1 ấy, nó là âm hay dương? Nào, bạn nào có thể comment cho thầy biết là điện tích tại Q1 ấy, thì nó là điện tích âm hay là điện tích dương? Có cái cách nào để mình có thể phát hiện ra cái điều đó không? Gần như là không. Đúng không? Gần như là không. Đúng không? Đấy, nếu mà bạn nào mà không nhìn tinh thì sẽ thấy chưa thấy có cái dấu hiệu nào để biết là nó bằng không cả. Rồi. Đúng không? Thế thì ở đây thầy sẽ xử lý như sau các bạn nhé. Rất đơn giản thôi. Các bạn hãy nhìn cho thầy này. Cái điểm này thì cũng được ấy, nhưng mà điểm này chỗ này bằng mấy đâu có biết đâu. Đúng không? Chia ô rất là đẹp nhưng chỗ này chưa biết. Những cái điểm này không lợi lắm. Thầy sẽ lấy cái điểm này. Thực tế thầy cũng đã chấm cho các bạn một phát. Được chưa? Đó. Thì bây giờ các bạn hãy nhìn nhé. Xét. Ở đây thầy xét X bằng gì ạ? X bằng chỗ này là 2. Đúng không? X bằng 2 mét. Thì lúc này E của chúng ta là bằng 0. Các bạn nhìn X bằng 2 thì E tại điểm đó là bằng 0. Có nghĩa là điểm M này này, nếu nằm ở đây mà cách đoạn này một đoạn là 2 mét thì điện trường tại M bằng 0. Thì các bạn hãy nhìn, điện trường tại M mà có thể bằng 0 ấy, thì bắt buộc nhìn này, điện tích này là âm, thế nên điện trường nó hướng vào. Đấy là E do B gây ra tại điểm M. Thế nên muốn điện trường tại M có thể bằng 0 thì chắc chắn thằng A này phải là điện tích dương để nó có thể tạo ra một vector hướng ra xa. Các em hiểu câu chuyện không? Là bắt buộc điện tích tại A là phải điện tích dương thì nó mới gây ra được một cái gì ạ? Một cái điện trường hướng ra xa. Và nó ngược chiều với tại gì ạ? Ngược chiều với điện trường tại M do B gây ra thì mới có thể bằng 0. Đó, M bằng 0. Đúng không? Rồi, vậy thầy suy ra đầu tiên là điện tích QA của chúng ta là dương. QA dương, vậy tỷ lệ QA trên QB chắc chắn nó phải là số âm. Cái tỷ lệ này âm. Đáp án của mình chắc chắn chỉ có thể là B hoặc là D thôi. Chắc chắn chỉ có thể là B hoặc là D. Đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi xác định kỹ hơn. Đúng không? Nào. Thế để điện trường M bằng 0 thì thầy suy ra là EB bằng EA. Đó, EB bằng EA. EB thì bằng cái gì? 9 x 10 mũ 9. Ở một số bạn học ấy thì cái 9 x 10 mũ 9 này có tài liệu người ta ký hiệu là K. Người ta viết nó thành một cái gọn là K, hàng số K. Mình cứ viết 9 x 10 mũ 9 được. Nhân đây là trị tuyệt đối của QB. Chia cho R. R là khoảng cách từ B đến M là bằng 2 mét. Tại A gây ra ở M thì nó là gì ạ? 9 x 10 mũ 9 nhân trị tuyệt đối của QA. Đó, QA chia cho cái ông này là bằng mấy nhỉ? Cái ông này cũng là bằng 2, để cho là bằng 2 đây. Vậy 2 cái 2 thì là 4 bình phương.
Từ đây thầy triệt tiêu cái này, chuyển vế lên thì thầy được là QA mà chia QB lấy trị tuyệt đối là bằng mấy? QA trên QB trị tuyệt đối, 4 bình chia cho 2 bình, vậy cái này là bằng 4, đúng không? Bằng 4, và đáp án của mình là B. Các bạn lưu ý nha, bỏ trị tuyệt đối thì lập tức nó nhảy cái dấu trừ vào nhá, bỏ trị tuyệt đối thì lập tức nó nhảy cái dấu trừ vào, được không nào? Đó, bởi vì là điện tích âm. Ok chưa? Đó, một câu mà nhìn có vẻ rất là sợ, nhưng mà đấy, tính có một dòng thôi, chả có gì là hóc búa cả. Nào, câu này ok chưa? Có bạn nào còn thắc mắc gì không? Comment để thầy giải đáp luôn. Nào, câu này phải hỏi lại, bởi vì nó cũng mới, đúng không? Nào, các bạn xem thầy ok chưa? Ok rồi thì comment cho thầy, thầy biết. Thầy add friend vừa thôi 4,9k rồi, 5k là không ấy. Thì đấy là cái nỗi khổ của thầy đấy. Thì thường các bạn học sinh khóa trước là thầy kết bạn rất là nhiều, đúng không? Thầy dạy các anh chị học sinh từ khóa 2K1 đến bây giờ rất là nhiều. Chính xác các học sinh của thầy là thầy dạy từ khóa 98 đến bây giờ, đúng không? Đến các bạn gọi là gần 10 năm rồi, gần 10 khóa rồi. Thế thì khi mà dạy thì thường là kết bạn thôi. Đấy. Nhưng mà nhiều quá. Có nhiều quá. Rồi. Xong rồi đúng không? Thì tiếp theo này. Tiếp theo câu số 6, bây giờ mình đến câu 7 này. Câu 7 là một cái loại mà cũng khá là hay. Nào, câu số 7 của chúng ta. Câu 7 nha. Trong không gian có 3 điểm OAB. OAB. Sao cho OA vuông góc với OB. OA vuông góc OB nhé. Được chưa? Rồi. M là trung điểm của AB. M trung điểm AB. Nào. Tại điểm O đặt điện tích Q. Đó, tại điểm O đặt điện tích Q. Độ lớn cường độ điện trường tại AMB lần lượt là EA, EM, EB. Người ta yêu cầu là nếu có EA và có EB thì EM bằng mấy? Vậy là hình của mình như thế này. Rồi, thầy có một cái tam giác là tam giác vuông. Đúng không? Thầy có một cái tam giác vuông là O, A và B. Bây giờ, ở đây người ta đặt một cái điện tích Q. Đó, điện tích Q ở đây. Q là cái điện tích gì thì chả quan tâm. Âm được mà dương được. Đó, thì Q này sẽ gây ra điện trường tại A, Q gây ra điện trường tại B, và tất nhiên Q cũng gây ra điện trường tại điểm M. M là trung điểm của AB. Bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta một cái duy nhất. Đấy, đề bài yêu cầu một cái duy nhất, đó là nếu mà cho điện trường tại A, cho điện trường tại B thì điện trường tại M là bằng mấy? Đó, thì bây giờ giải quyết như thế nào? Thì câu này chúng ta thấy là cũng chả cần phải vẽ hình, và đây là một cái câu thuần túy về việc là lập tỷ lệ đại số. Đó, thì các bạn nhìn nhá, EA thì sẽ bằng cái gì ạ? EA là bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân gì ạ? Nhân trị tuyệt đối của Q chia cho đoạn OA bình phương. Đúng không? Chia cho OA bình phương. Tiếp theo, E tại B là bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân trị tuyệt đối của Q chia cho gì ạ? Chia cho OB bình phương. Đúng không? Thế nên ngay lập tức khi mà gặp hai phương trình như này, thầy chia chúng cho nhau. Đó, thầy lấy hai cái ông này chia nhau. EA thầy chia cho EB. EA chia EB thì nó sẽ nghịch đảo lên, nó sẽ là bằng OB bình chia cho OA bình. OB bình mà chia OA bình thì bằng bao nhiêu? EA trên AB các bạn thấy đây là 10.000 này. 10.000. Đúng không? Chia cho 5625. Vậy thầy suy ra OB chia cho OA nó bằng cái gì? OB trên OA. Rồi. Bằng 4/3. Đó, bằng 4/3.
Thế thì đây là một câu hỏi trắc nghiệm, thế nên chúng ta có thể xử lý nhanh chóng. Còn nếu bạn nào mà tự luận thì không xử lý như thế được, đúng không? Thì các bạn cứ làm bình thường thôi. Nhưng mà đây là câu trắc nghiệm nên thầy phải làm nhanh chóng là gì? OB trên OA bằng 4/3. Thầy đặt luôn cái cạnh B này là bằng 4m, thằng A này là bằng 3m, vậy AB là bằng 5m Pythagore. Còn nếu không thì các bạn cứ để nguyên tỷ lệ, tí nữa các bạn chia nó vẫn được. Đây thầy đặt để thầy tính cho các bạn cho nó nhanh, cho nó dễ tính. Nào, bây giờ thầy muốn tính được M thì thầy phải có cái cạnh cạnh OM. Thầy đố các bạn biết OM bằng mấy? Nào, thầy đặt như vậy rồi, bây giờ thầy hỏi các bạn là OM bằng mấy? Bạn nào biết comment xuống dưới cho thầy. OM bằng mấy nhỉ? Nào, có ai biết không? OM sẽ bằng bao nhiêu? OM bao nhiêu? Đúng rồi, OM bằng 2,5. Thầy nhớ là ngày xưa mình học là lớp 8 đúng không? Thì có một cái là trong tam giác vuông, trung tuyến ứng với cạnh huyền là bằng 1/2 cạnh huyền. Vậy cạnh này là trung tuyến thì sẽ là bằng 2,5, bằng một nửa cạnh huyền. Đúng không? Thì đây là tính chất trung tuyến. Đúng không? 2,5. Thì bây giờ có OM rồi, câu chuyện là xong. Đúng không? Câu chuyện là xong. Đây. E tại điểm M thì bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân trị tọa độ của Q và chia cho OM bình. Bây giờ thầy sẽ đi lập tỷ lệ giữa A và M đi. Đúng không? Đó, A và M đi. Thì thầy sẽ có EA chia cho EM thì sẽ bằng OM bình phương chia cho OA bình phương. Suy ra M sẽ bằng EA, EA là 10.000. Đúng không? 10.000 nhân với OA bình, OA là 3 bình phương. Chia cho OM bình là 2,5 bình phương. Có phải không nhỉ? Hay là thầy viết ngược đâu nhỉ? Đúng rồi. Nhân OA bình chia OM bình. Thầy nó đang hơi sai ở đâu ấy? Nhầm sai đâu nhỉ? M là OM bình. Ok, đúng rồi, không sai đâu cả. Thì lờ lú thôi. Rồi 14 đúng không? Bằng 14.400 vôn trên mét. Và đáp án của mình là đáp án A. Thì đây là bài toán tỷ lệ, đúng không? Bài toán lập tỷ lệ. Đó, bài toán lập tỷ lệ. Lên lớp 12 cái kiểu này mình gặp khá khá. Bài toán dạng lập tỷ lệ. Được chưa nào? Rồi. Và bây giờ còn một câu nữa, chúng ta sẽ giải quyết nó nha, giải quyết nó nốt là câu số 8. Bài toán số 2 thì hôm sau Vũ Linh sẽ chữa cho mọi người đây, bài toán số 2. Nha, bài toán số 2 thì sẽ gồm có 4 câu. Thì buổi sau Vũ Linh sẽ chữa cái phần bài toán số 2 và cái phần rèn luyện nha, rèn luyện hơi nhiều, khả năng là buổi sau Vũ Linh sẽ chữa bài toán số 2 cộng với cái phần level 1 hôm trước nha. Đấy, thì chữa hai phần luôn cho mọi người. Còn sang tuần sau thầy sẽ chữa cái nội dung nâng cao. Ví dụ 8, thầy sẽ tuyển chọn một vài câu vận dụng cao, thầy sẽ chữa cho mọi người nâng cao hơn nhé. Câu 8 là câu khó các bạn nhé. Câu 8 là câu mức 9 cộng. Đấy, nói luôn. Nào, bây giờ đọc đề. Có hai điện tích là Q đặt tại hai điểm AB trong không khí và cách nhau một khoảng là AB là bằng 2A. Hai điện tích dương
Đây, hai điện tích dương cách nhau một khoảng là 2A. Đấy, AB. Điểm M nằm trên trung trực. Đó, và cách trung điểm H của AB, trung điểm H AB một đoạn là x. Điểm M. Bây giờ người ta yêu cầu là để cường độ điện trường tại M cực đại. À, vậy là gì? Những bài trước là mình tính thôi. Bài này yêu cầu là tính nhưng mà phải là gì? Phải cực đại luôn. À, ok chưa? Cực đại luôn. Nào bây giờ các bạn xem nha. Nào, phải cực đại luôn. Đấy. Được chưa? Đây là A này, đây là B này, còn đây là H này. Rồi, đây là điểm gì ạ? Đây là điểm điểm M. Nào, thế thì điện tích dương A gây ra tại điểm M một cái điện trường hướng ra xa. Thầy ký hiệu đây là EA. B cũng thế. Thế thì tổng hợp theo quy tắc hình bình hành. Đúng không? Đó. Thì chúng ta biết thừa ở đây nó là hình thoi. Đó, đây là E tại M. Chuẩn hình thoi chưa các em? Chuẩn hình thoi chưa? Rồi. Và bây giờ người ta yêu cầu là đây, bây cái cạnh này này, cạnh này là x này. Cạnh này là a nhỏ này. Đúng không? AB là 2a vậy AH là a. Thì người ta hỏi là cái x này phải bằng bao nhiêu ấy để M này là lớn nhất, là cực đại. Đó, thì đấy là một cái rất là khó. Đúng không? Vậy trước tiên chúng ta muốn làm được cái điều đó thì chúng ta phải biểu diễn được nó. Chúng ta phải tính được cái thằng M, sau đó chúng ta sẽ phân tích bằng cái dạng là phân tích cực trị. Đúng không? Thì ở lớp 11 chúng ta sẽ sử dụng các cái biểu thức về bất ẩn thức thôi. Đó. Thế thì ở đây là hình thoi. Hình thoi, đúng không? Đấy, thầy dễ thấy là hai cái này bằng nhau. Hai cái này bằng nhau. Cùng điện tích, cùng khoảng cách. EA bằng EB, thế nên là hình thoi. Đúng chưa? Đây, tới đây. EA là bằng EB. Đó, thế nên hình bình hành của mình là hình thoi. Và về là hình thoi, thế nên E tại M thầy tính bằng EA đó nhân cốt của alpha. Lúc nãy thầy đã nói alpha thầy lấy ra góc này nhé. Bài trước thì thầy gọi là góc to là alpha, bài này thầy gọi luôn góc này là alpha thì cho nó này. Đúng không? EA nhân cốt alpha bằng cái này. Alpha thì lại đối đỉnh ra đây là alpha thì. Đúng không? Rồi vậy từ đây thầy xuyên cái biểu thức của M này. Các bạn xem nhé. Thầy xuyên biểu thức của M. M bằng gì ạ? Bằng 2 lần của EA. EA là điện trường do A gây ra. Vậy là bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân trị tuyệt đối của Q. Đúng không? Q đây. À, Q là điện tích dương. Trị tuyệt đối cũng được, không trị tuyệt đối cũng được. Đó. Chia cho khoảng cách. Khoảng cách từ đây đến đây, khoảng cách AM thì là Pythagore rồi. Vậy là căn của gì ạ? A bình cộng X bình. Bình phương. Đúng không? Nào, bình phương. Nhân cốt của alpha, alpha là góc này. Vậy cốt của nó là bằng cạnh kề là X chia cho cạnh huyền. Đúng chưa nào? Ở đây các bạn lưu ý, cái biến của mình là biến gì ạ? Biến của mình là biến x. X là cái thằng thay đổi. Toàn bộ cái này của chúng ta không đổi rồi. Vì vậy để M đạt max thì thầy sẽ xét cái hàm. À, thầy xét cái hàm này thôi. Đây, thầy xét cái hàm này thôi. Đúng không? Thầy chia thằng x xuống mẫu đi. Đúng không? Vậy đây nó sẽ là A bình cộng x bình. Đó. Nhân căn của A bình cộng x bình. Đó, và chia cho x. Đúng chưa? Chia cho x. Có phải không ạ? Thôi thầy viết ngược lại nhé, không nhiều bạn lại thắc mắc. Đây, thầy xét một cái hàm fx như này đi. Thầy viết như này. Thầy xét một cái hàm fx như này đi. Nào, tử số cái này nguyên thì vứt đi. À, cái này không đổi thì vứt đi. Vậy đây là x này. Chia cho mẫu số. Cái này thầy bình phương lên thì có đúng là còn a bình cộng x bình không? Nhân với căn của a bình cộng x bình. Và M muốn đạt max thì Fx cũng phải đạt max. Nào, ở đây có bạn nào đội tuyển toán không? Cho thầy biết là bây giờ cái hàm này mình muốn xét cực trị thì mình làm phương pháp nào? Có bạn nào biết không? Có thể comment thử cho thầy. Nào bây giờ thầy có một cái hàm này.
Đó, và bây giờ thầy đang muốn biết là tính mắc của nó khi nào. Nào, dùng cái gì nào? Bắt đầu là câu này hơi khó đây. Nào, có ai có ý tưởng xử lý cái chỗ này không? Làm sao để mình tính được cái gì ạ? Làm sao để mình tính được cái cực trị nào? Có bạn nào có ý tưởng không? Hả? Đạo hàm mà, ô làm gì mà đã học đến đạo hàm nhỉ? Chứ đạo hàm được thì cũng là đơn giản đúng không? Cosi đúng rồi, dùng bất thức cosi. Nào, bây giờ thầy hướng dẫn mọi người xử lý nha. Ngày xưa thầy nhớ là học đội tuyển toán cấp 2 là có xử lý mấy cái biểu thức này được. Thứ nhất, cái này nhân vào thì nó thành cái gì ạ? X này. Các bạn phải hiểu căn ấy thì tức là mũ 1 phần 2 đúng không? Bây giờ căn là x thì đây chính là x mũ 1 phần 2 đúng không? Đúng chưa? Rồi, đây là x cái mũ 1 với mũ 1 phần 2, vậy đây là a bình cộng x bình mũ 3 phần 2. Đúng chưa? Đấy, mũ 3 phần 2. Thì bây giờ mình chia nó xuống. Đúng không? Bây giờ thầy sẽ thấy là tử có x, mẫu có x, bây giờ thầy sẽ chia nó xuống. Chia nó xuống. Nha. Nào, thế thì bây giờ thầy sẽ viết thành là một phần. Nào, bây giờ thầy hỏi các bạn đây là x mũ mấy nào? X mũ mấy nào? Đó, đây thầy chia nó xuống nhá. Thầy chia nó xuống thì cái này là bằng gì ạ? Một phần này a bình cộng x bình mũ 3 phần 2 và chia cho x. Bây giờ thầy muốn cái x này nó vào trong ngoặc ấy. Thầy muốn x này nó vào trong ngoặc. Đó, 3 phần 2 thì đây là x mũ mấy? Thầy đố các bạn biết đấy là x mũ mấy? Nào, cái x này là x mũ mấy? Thầy hỏi các bạn đây là x mũ mấy? Nào, xem nó có nắm được cái nội dung toán này không? Phương trình mũ đúng không? Đúng rồi. X đấy sẽ là x mũ 2 phần 3. Ở ngoài là 3 phần 2 mà. Đúng không? Rồi, đây là 2 phần 3. Đúng không? Rồi, x mũ 2 phần 3 chứ. Đúng không? 2 phần 3. Rồi. Thế thì bây giờ mình chia nhé. Mình chia này. Nào, thực tế thầy đặt như này nó hơi bị thừa. Thầy chỉ cần cái biểu thức này nó đạt gì ạ? Đây, các bạn nhìn nhé. Thằng M này muốn đạt max thì cái cụm trong này đây, thầy lại đặt thêm một thằng nữa đi. Mặc dù nó hơi cồng kềnh nhưng mà thực tế là gì? Đặt thế các bạn dễ nhìn hơn. Đây, thầy đặt cái thằng trong này là thằng Gx. Đặt cái thằng ở trong ngoặc ấy là Gx. Vậy thì thấy là để M max, Fx max thì Gx của chúng ta phải min, đúng không? Bởi vì nó ở mẫu số mà, đúng không? Vậy gx min, đây thì có cái thằng gx như này là bằng a bình cộng x bình mũ à x mũ 2 phần 3 là phải min, đúng không? Đấy, cái này là phải min. Thế về cái này xử lý như nào ạ? Cái này là a bình chia cho x mũ 2 phần 3 này cộng x bình chia x mũ 2 phần 3
thì có nghĩa là x mũ 2 trừ 2 phần 3. Đúng không? Đấy, 2 trừ 2 phần 3. Vậy đây là A bình chia x mũ 2 phần 3 nhân cái này sẽ là bằng bao nhiêu? 2 trừ 2 phần 3, vậy là x mũ 4 phần 3. Và đến đây thì chúng ta sử dụng bất thức Cauchy. Nhưng bất thức Cauchy thì không xử lý được hết x, bởi vì Cauchy xong phải mất x. Vì vậy thầy xử lý bằng một cái mẹo là phương pháp chọn điểm rơi ở trong bất thức Cauchy. Thì đây sẽ là A bình, thầy tách đôi cái này ra, đúng không ạ? Thì bây giờ cái này nó sẽ lớn hơn bằng, thầy cosi cho ba số này, thì đây sẽ là 3 căn bậc 3, đúng không? 3 căn bậc 3 của ba ông này nhân với nhau. Ồ, ba ông này nhân với nhau, được không? Thì các bạn thấy x mũ 4/3, x mũ 2/3 đây là hết, đúng chưa? Hết luôn đây, các bạn nhìn thằng này hết, thằng này hết, thằng này hết, chuẩn chưa? Đây, hai ông này nhân với nhau thì có đúng x mũ 4/3 không? Chưa tiêu. Đấy, thì đây chính là nguyên nhân mà thầy tách cái này ra. Thì đây sẽ là A mũ 4 phần 4. Được chưa? Và chúng ta không quan tâm, bởi vì chúng ta thấy là dấu bằng xảy ra khi nào? Khi nào? À, để xảy ra bất thức Cauchy thì ba cái thằng này phải bằng nhau. Hai ông này hiển nhiên bằng nhau rồi, vậy thằng này bằng thằng này. Có nghĩa là A bình chia 2 x mũ 4/3. À, mũ 2/3 thì phải bằng x mũ 4/3. Suy ra thì nhân chéo cái này lên đây thì được A bình bằng 2 nhân x mũ 6/3, có nghĩa là x bình. Suy ra x bằng A chia căn 2, đúng không? Loằng ngoằng mãi cũng kết luận là đáp án đây, x bằng A chia căn 2, vậy đáp án mình là bạn này đó. Ok chưa các bạn ơi? Đấy, thì đây là cái câu này nó nặng về toán, đúng không? Là mình xử lý như thế là mình đã tính được cái giá trị của x. Nếu câu nào câu này mà người ta hỏi khó hơn, là người ta hỏi là khi nào thì cực đại thì đây rồi, nhưng mà nó hỏi là vậy thì cực đại này là bằng mấy, đúng không? Thì chúng ta có thể là chúng ta thay x này vào đây, hoặc các bạn lấy dấu bằng ở đây cũng được đó. Thì câu này nó là câu khó, đúng không? Đấy, câu này là câu khó, chúng ta phải sử dụng bất thức để mình xử lý ở cái chọn điểm rơi này một chút thì nó sẽ đẹp mắt, đúng không? Đấy, thầy nghĩ là khó nhất là cái chỗ là mình phải biết là đây bất thức Cauchy, sau đó mình biết là tại sao lại tách đôi. Đấy, tách đôi ở đây để bởi vì thầy thấy là nếu mà thầy Cauchy luôn thì nó không mất được x, thì như thế chưa phải bất thức được, thầy phải tách đôi ra. Ok không nào? Rồi, thì câu này thì cũng là một câu khó, mọi người tham khảo thêm nhá. Những bạn mà có mục tiêu điểm số cao thì các bạn xem cho thầy, hoặc là trên lớp nếu mà chúng ta thấy trên lớp học cũng khó thì các bạn cũng sẽ gặp bài này đấy nhá, một bài rất là điển hình của nội dung này. Thế còn lại thì các cái bài toán của chúng ta cơ bản nó sẽ rơi vào những cái bài toán tổng hợp này thôi, các bạn tổng hợp chuẩn cho thầy là được, được không nào? Chuẩn cho thầy được rồi.